Thì chào các em, chào mừng các em đã trở lại với kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức GSP. Lời đầu tiên, thầy chúc các em luôn bình an, sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Hôm nay thầy tiếp tục dạy chương trình hóa lớp 9 cho các em. Đây là một chương trình học kỳ 2 mà các em đã còn học. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 29 axit carbonic và muối carbonat. Để thuận lợi cho việc học tập, trước hết các em chuẩn bị sách giáo khoa, tập ghi. Các em muốn ghi lại bài thì các em dừng màn hình lại để các em ghi. Các em muốn ghi, muốn nghe lời thầy giảng thì các em lại cho màn hình chạy để nghe lời thầy giảng. Trong mỗi bài thầy cố gắng đưa vào các thí nghiệm ảo để các em dễ hình dung và nhận biết được các chất sau phản ứng. Và có thể là quan sát về màu sắc. Hôm nay chúng ta học bài 29. Bây giờ chúng ta vào học bài mới. Trước hết thì các em thấy axit carbonic có công thức là H2CO3. Một nhỏ là trạng thái tự nhiên và tính chất vật lý. Nước có hòa tan khí CO2 tạo thành dung dịch axit carbonic. Các em thấy rằng trong tự nhiên thì khí CO2 rất nhiều và nước cũng rất nhiều. Vậy thì khí CO2 nó tan trong nước, nó tạo thành axit carbonic. Mà trong thực tế chúng ta thấy trong hoạt động dùng nước thì rất bình thường, về chứng tỏ rằng axit carbonic này là một axit rất yếu. Khi bị đun nóng nước thì khí CO2 bay ra khỏi dung dịch, hoặc là chúng ta đun dung dịch axit carbonic thì nó sẽ giải phóng khí carbonic và chỉ còn lại là nước. Bây giờ chúng ta nói đến tính chất hóa học của axit carbonic. Axit carbonic dù nó yếu nhưng nó có đầy đủ các tính chất của axit. Axit carbonic là một axit yếu, nó làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ nhạt, tức là màu hồng các em. Axit carbonic là một axit không bền. Vì sao nó không bền? Vì axit carbonic sau khi hình thành thì nó bị phân hủy ngay thành khí carbonic và nước. Đây chúng ta đã cân bằng xong phương trình. Các em thấy axit carbonic nó hình thành liên tục ở trên mặt nước mà chúng ta đã biết. Sau khi nó hình thành nó bị phân hủy liền. Như vậy điều đó chứng tỏ đây là một axit không bền. Vậy chúng ta lưu ý rằng axit carbonic là một axit yếu không bền, dễ bị phân hủy thành khí carbonic và nước. Đó là kiến thức mà các em cần phải nắm vững khi nói đến axit carbonic. Bây giờ tiếp tục bài học. Muối carbonat. Muối carbonat tức là muối mà có chứa CO3. Vì là muối cho nên nó có đầy đủ các tính chất của muối. Đó là muối tác dụng với axit, muối tác dụng với bazơ, muối tác dụng với muối và một số muối ở thể rắn có thể phân hủy vì nhiệt. Mục hai lớn là chúng ta nói đến muối carbonat. Bây giờ chúng ta sẽ phân loại các cái muối carbonat. Và quá trình phân loại này các em nên nhớ để chúng ta viết các phương trình phản ứng hoặc là nhận biết các chất. Thầy cho một bảng sau. Thầy phân loại như sau. Muối carbonat trung hòa, tức là không còn cái nguyên tố hạt trong vòng axit,
carbonate acid, còn người ta còn gọi là muối hydrocarbonate, có nguyên tố hạt ở trong gốc axit. Như vậy, muối carbonate người ta chia thành hai loại, đó là muối carbonate trung hòa và muối carbonate axit. Bây giờ thầy lấy một vài đại diện để các em hiểu thế nào là muối carbonate trung hòa, thế nào là muối carbonate axit. Muối carbonate trung hòa là muối có gồm có kim loại và gốc axit CO3. Magie carbonate, canxi carbonate, natri carbonate và kali carbonate. Các em nhớ là gốc axit CO3 này có hóa trị 2. Để các em viết cho đúng. Và còn nhiều nữa. Còn muối carbonate axit thì nó có chứa nguyên tố hạt trong gốc axit các em này, hạt CO3 này. Hạt CO3 là gốc axit này có hóa trị 1. Các em lưu ý tí. Canxi, một kim loại mà viết trong công thức khoa học á, mà có cái gốc hạt CO3 này, người ta gọi là muối carbonate acid, bởi vì nó có nguyên tố hạt ở trong gốc acid hạt CO3 này. Hạt CO3 này có hóa trị 1, nên các em lưu ý này. Lưu ý để các em viết cho đúng. Như vậy thì muối carbonate chúng ta phân làm hai loại, đó là muối carbonate trung hòa và muối carbonate acid. Thì từ đấy các cái tính chất phản ứng nó cũng tương ứng với hai cái loại này. Đây là những cái đặc điểm đặc trưng của muối carbonate. Bây giờ tiếp tục bài học, chúng ta sang xem thử các cái tính chất của hai loại muối này như thế nào. Hai nhỏ là tính chất, đó là tính tan, tức là muối ở dạng rắn có tan được trong nước không, và muối ở dạng rắn loại nào thì tan được trong nước. Đây là hai cái điều mà các em cần phải chú ý. Bây giờ thầy cho một cái bảng như sau, các em thấy trên màn hình. Thầy phân loại hai muối carbonate như thầy vừa nói với các em. Nhưng bây giờ thì phân loại là cái muối không tan trong nước và muối tan được trong nước, tức là chúng có thể rắn nhưng mà tan được trong nước hoặc là không tan được trong nước các em. Khi tan trong nước thì nó tạo thành một cái môi trường gọi là dung dịch, mà như các em đã biết. Muối carbonate trung hòa thì thầy lấy đại diện không tan trong nước và tan trong nước là những cái muối nào để các em phân biệt được. Không tan trong nước, ví dụ như muối magie carbonate hoặc canxi carbonate. Các em để ý canxi carbonate là đá vôi đấy các em này. Nó ở dạng đá thì làm sao nó tan được trong nước. Thì từ đó các em nhớ cho magie carbonate. Vân vân. Chúng ta nhớ vài cái muối carbonate không tan. Chẳng hạn như canxi carbonate, thì từ đó chúng ta có thể nhớ thêm vài cái công thức hóa học để chúng ta nói về loại muối đó là không tan được trong nước. Còn muối tan được trong nước là cái muối có gắn với kim loại mềm nữa các em này. Kali và natri là kim loại mềm, hay là nói cái khác là kim loại kiềm này. Thì cái muối này là ở thể rắn nhưng mà khi tan trong nước nó tạo thành dung dịch. Đây là điều các em cần phải chú ý nhé. Kim loại mềm mà kết hợp với gốc axit CO3 chẳng hạn như natri kali ấy, thì nó sẽ tạo thành một cái chất rắn nhưng mà tan được trong nước. Còn magie
carbonat hoặc canxi carbonat thì lại không tan được trong nước. Tiếp tục, với carbonat acid, phần lớn là tan trong nước, chứ ô này thầy để trong nước em này. Phần lớn nó tan được trong nước. Ví dụ như canxi hydrocarbonat, cách đọc như sau này. Các em thấy muối hydrocarbonat, tức là hydrocarbonat là đọc cho cái đuôi góc axit phía trong một đơn này. Trước này là canxi, thì các em tiếp tục các em đọc là canxi hydrocarbonat, hoặc là magie hydrocarbonat. Cách đọc cũng đơn giản như vậy thôi. Như vậy là các em thấy rằng muối góc axit hydrocarbonat thì nó thường là tan trong nước. Còn muối Trung Hoa thì có một số muối tan trong nước và một số muối không tan trong nước. Những muối mà có kim loại kiềm, người ta gọi là muối kiềm, các em, muối kiềm carbonat thì nó sẽ tan trong nước. Như vậy thầy đã nói được cái tính chất tan hoặc không tan và phân loại hai loại muối carbonat. Bây giờ chúng ta đi vào cái phần trọng tâm của bài học hôm nay, đó là tính chất hóa học. Tính chất hóa học thì để hiểu rõ cái tính chất hóa học của muối carbonat thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu tác dụng với những chất. Đầu tiên, muối, chúng ta nghiên cứu muối carbonat dùng với axit. Muối carbonat tác dụng với axit, chúng ta sẽ thực hành một thí nghiệm sau để chúng ta thấy. Em quan sát thí nghiệm. Đây là phòng thí nghiệm ảo. Ở bên cái ô bên này là cả cái mà thầy đã xếp vào trong cái ô này. Thì bây giờ xếp vào ô này thầy cũng chưa biết, thầy cũng không hiểu là thầy xếp theo thứ tự nào, bởi vì các chất kém thầy không có ký hiệu, chỉ có như thế này thôi. Cho nên trong quá trình lấy bình ra thì thầy nhiều khi thầy thử thì cũng có thể nhầm lẫn, thầy lại xếp vào lại. Đây là muối natri carbonat kém này. Thầy thả vào bình một cái lượng hơi nhiều một tí các em nhé, thì các em thấy phương trình phản ứng nó xảy ra. Đây là axit chlorhydric. Các em quan sát phương trình phản ứng. Xin lỗi, các em quan sát cái phản ứng nó xảy ra. Các em thấy có những cái bọt khí nó bay lên. Các em thấy không? Các em biết khí này là khí gì không? Muối tác dụng với axit. Thì nó tạo thành muối mới và axit mới, nhưng mà axit mới là axit carbonic, là một axit yếu, nó sẽ phân hủy thành khí carbonic và nước. Thì vừa rồi cái bọt khí bay lên đó là chính là khí carbonic mà các em đã thấy. Bây giờ thầy thử tiếp với muối axit carbonat, đó là natri hydrocarbonat. Thì đổ vào thêm nhiều tí nữa để các em quan sát luôn. Bây giờ thì cho axit vào. Các em thấy những cái bọt khí nó bay lên. Đây là khí carbonic cho các em. CO2.
Như vậy các em thấy muối tác dụng với axit thì tạo thành muối mới và axit mới, nhưng mà axit mới là axit carbonic, nó dễ bị phân hủy vì đây là một axit yếu, mà như các em đã biết ở phần đầu thầy trình bày. Bây giờ chúng ta trở lại bài học. Muối natri hydrocarbonat tác dụng với axit chloric thì nó tạo thành muối natri chlorua cộng với nước và khí CO2, mà như vừa rồi các em thấy nó bay lên ở trong dung dịch. Hiện tượng thế thí nghiệm vừa rồi là hiện tượng như thế này đấy các em này. Nhưng mà trong hình ảnh chụp lại của một thí nghiệm, các em thấy khí carbonic là những cái bọt trắng nó hình thành ở trong hợp chất rồi nó bay lên. Phương trình trên đã cân bằng rồi nhé các em. Muối natri carbonat tác dụng với axit chloric thì nó cũng tạo thành muối natri chlorua cộng với nước cộng với khí CO2. Bây giờ chúng ta cân bằng phương trình một tí. Ở bên này có hai natri thì chúng ta thêm vào đây hai là đủ. Có hai clo cho nên chúng ta phải thêm trước này số 2. Như vậy là phương trình cân bằng xong. Như vậy tính chất hóa học của muối carbonat nó cũng giống như tính chất học của muối mà các em đã học kỳ 1. Đồng muối tác dụng với axit tạo thành một muối mới và axit mới. Tuy nhiên axit carbonic thì dễ bị phân hủy. Cho nên chúng ta không viết H2CO3 mà chúng ta viết là H2O cộng với CO2, bởi vì nó đã phân hủy ngay. Vậy chúng ta có thể kết luận muối carbonat tác dụng với dung dịch axit mạnh hơn axit carbonic, chẳng hạn như axit chloric này, nó tạo thành muối mới và giải phóng khí carbonic. Như vậy chúng ta đã xong ý thứ nhất về tính chất học của muối carbonat là tác dụng với axit. Bây giờ tiếp tục chúng ta nói đến tính chất thứ hai của muối, đó là muối tác dụng với bazơ. Muối tác dụng với bazơ thì bây giờ thầy sẽ cho các em thấy rằng khi muối tác dụng với bazơ thì tạo thành gì. Bây giờ các em nhớ lại, muối tác dụng với bazơ thì tạo thành muối mới và bazơ mới, đúng không nào? Trước hết chúng ta sẽ viết cái phương trình phản ứng của muối kali carbonat tác dụng với nước vôi trong các em này. CaOH hai lần nước vôi trong canxi hydroxit thì nó sẽ tạo thành một muối mới là muối canxi carbonat là chất rắn và kali hydroxit. Chúng ta cân bằng phương trình phản ứng. Trước K này có 2 cho nên chúng ta phải thêm đi 2. Thêm 2 là đủ bởi vì OH 2 lần là có rồi. CO3, Ca là đủ. Như vậy chúng ta chỉ thêm số 2 đó thôi. Phương trình cân bằng xong. Bây giờ chúng ta sang làm một cái phản ứng tương tự như thế này để chúng ta hiểu. Muối tác dụng với bazơ thì tạo thành muối mới và bazơ mới. Chúng ta tiếp tục có thí nghiệm. Thì làm sạch bình.
đây là nước vừa trong thì thả vào. Em để ý là nước vừa trong đã nằm trong bình hơi nhiều rồi đấy. Thì bây giờ thầy lấy muối natri carbonat khác với canxi khác với kali carbonat thì thả vào, thì các em thấy là nó tạo thành muối canxi carbonat là chất kết tụa. Các em xem phát triển, các em sẽ quan sát trong thí nghiệm, em thấy nó đang có tác dụng và tạo thành chất kết tụa. Các em ở đây nhìn chất kết tụa không rõ ràng lắm, nhưng mà các em thấy cái màu nó đổi này. Nước với trong ở dưới này, này thì bây giờ nó đổi thành cái màu này, ta hiểu như là màu của có chất kết tụa màu tím phía trên này. Các em như vậy thì muối carbonat tác dụng với bây giờ thì tạo thành một muối mới và một bây giờ mới. Thì muối mới là muối canxi carbonat, nó sẽ kết tụa và như các em thấy là nó kết tụa có cái màu tím như thế này. Bây giờ tiếp tục trở về bài học, thầy lấy đại diện vừa rồi thầy thí nghiệm cho các em để thấy rằng là muối canxi carbonat là kết tụa trong cái thí nghiệm của chúng ta. Hình ảnh là kết tụa màu này, nhưng mà trong thí nghiệm thì nó ra cái màu khác thì các em cũng phải chấp nhận thôi. Như vậy thì chúng ta lưu ý rằng một số dung dịch muối carbonat thì phản ứng với dung dịch bazơ thì tạo thành muối carbonat không tan và bazơ mới. Muối carbonat không tan đó là muối chẳng hạn như canxi carbonat. Đó là kiến thức mà các em nhớ. Muối tác dụng với bazơ thì tạo thành muối mới và bazơ mới. Như vậy chúng ta đã qua hai tính chất. Bây giờ chúng ta qua tính chất thứ ba là muối tác dụng với muối. Muối natri carbonat tác dụng với muối canxi clorua ở dạng dung dịch thì nó tạo thành hai muối mới, trong đó có một muối kết tụa mà chúng ta thí nghiệm chúng ta thấy đó là muối canxi carbonat. Muối natri carbonat tác dụng với muối canxi clorua thì nó sẽ tạo thành hai muối mới, đó là muối canxi carbonat và muối natri clorua. Muối canxi carbonat kết tụa, chúng ta cân bằng phương trình phản ứng, bên này hai natri hai clo ở bên trái thì chúng ta thêm số 2 đằng trước này. Vậy là phương trình cân bằng xong. Vậy thì chúng ta lưu ý rằng dung dịch muối carbonat có thể tác dụng với một số dung dịch muối khác để tạo thành hai muối mới. Như vậy chúng ta còn một tính chất cuối cùng nữa, đó là tính chất phân hủy muối. Tiếp tục chúng ta quan sát tiếp thí nghiệm muối carbonat bị phân hủy. Ở đây trên thí nghiệm thì các em thấy rằng là đây là hai bình. Bình thứ nhất thì thầy sẽ bỏ một cái muối carbonat vào đây, thì đun nó lên, sau đó thì cho nó dẫn một cái đường ống đi qua cái bình thứ hai. Trong bình thứ hai này thì sẽ đổ nước vào, đó là nước canxi hydroxit, để xem thử cái chất gì nó sẽ tác dụng với nước vào trong này.
Bây giờ thầy sẽ dùng muối canxi carbonat cũng được, hoặc là muối natri hydrocarbonat cũng được. Thôi thầy dùng muối natri hydrocarbonat cho nó nhiều lên một tí. Bây giờ thầy sẽ tăng nhiệt độ em quan sát phản ứng xảy ra. Em thấy ở bình bên trái nước bắt đầu đổi màu. Vì sao nó đổi màu? Chất nào làm cho nó đổi màu? Như vậy là áp suất lớn quá, bình bay nắp đầy lại. Như vậy là các em thấy rằng là khi chúng ta phân hủy muối natri hydrocarbonat thì nó sẽ phản ứng, nó sẽ xảy ra, nó tạo thành một chất khí dẫn qua cái bình có nước phía trong, làm cho nước phía trong bị vẫn đục. Các em thấy trên màn hình nó vẫn đục kiểu này này. Vậy thì tại sao như thế? Nước vôi trong vẫn đục, đó là nước vôi trong đã tác dụng với khí CO2. Để tạo thành canxi carbonat. Và canxi carbonat là một chất kết tủa cho nên nó sẽ chuyển màu. Như vậy chúng ta thí nghiệm xong, bây giờ chúng ta trở lại vào. Muối carbonat bị phân hủy. Đó, chúng ta có hình ảnh như vậy đó, như lúc nãy thầy nói với các em. Muối carbonat khi đun ở nhiệt độ cao, ở trong thí nghiệm này là muối natri hydrocarbonat, còn trong phương trình phản ứng thứ nhất của thầy là gọi là phương trình phản ứng núng đá vôi đấy các em này, canxi carbonat và tạo thành canxi oxit cộng với khí CO2. Khí CO2 này nó sẽ làm cho nước vôi trong này bị vẫn đục, là do bây giờ tác dụng của oxit axit thì tạo thành muối. Đó là canxi carbonat và nước. Muối canxi carbonat là một chất kết tủa cho nên nó có màu trắng ở trong này. Thí nghiệm của chúng ta là thí nghiệm của phương trình phản ứng như thế này các em. Natri hydrocarbonat đun ở nhiệt độ cao thì nó tạo thành muối natri carbonat, cái chất rắn nó giữ đây, nó giữ lại phía dưới các em, hơi nước nó đồng lại ở phía trên, còn khí carbonic này này nó đi xuống được vôi trong. Thì như chúng ta đã biết thầy vừa nói, oxit axit tác dụng 13 giờ tạo thành muối nước, trong đó có muối là canxi carbonat, là một chất kết tủa màu trắng. Chúng ta cân bằng phương trình phản ứng. Ở phương trình trên đã cân bằng rồi nghe các em. Phương trình dưới chúng ta chưa cân bằng. Chúng ta thêm bên này 2, 2 natri. Như vậy là đủ. Vậy thì đến đây chúng ta kết luận gì? Nhiều muối carbonat trừ muối carbonat trung hòa của kim loại kiềm thì dễ bị phân hủy, giải phóng khí carbonic, tức là chúng ta phân hủy muối rắn để
giải phóng khí carbonic. Mà muối này không phải là muối trung hòa của kim loại kiềm, tức là trừ hai loại muối mà chúng ta đã biết là natri carbonat và kali carbonat ra, là hai cái loại muối mà tan được trong nước đó. Đây là kiến thức các em cần phải nhớ. Như vậy thì vừa rồi thầy đã giới thiệu cho các em bốn cái tính chất của muối carbonat, dù là muối carbonat trung hòa hoặc là muối carbonat axit thì nó cũng có các cái tính chất như nhau. Nó là tác dụng với axit, tác dụng với bazơ, tác dụng với muối. Và đặc biệt muối carbonat không phải là muối trung hòa thì có thể phân hủy thành khí carbonic. Cách nhận biệt khí carbonic là chúng ta dẫn khí carbonic qua được với trong thì được với trong vận đục. Như vậy chúng ta đã kết thúc ở cái phần cơ bản. Bây giờ chúng ta sang cái mục tiếp theo, ứng dụng của muối carbonat. Mục ba nhỏ là ứng dụng muối carbonat. Muối carbonat đó là muối canxi carbonat thì chúng ta dùng để sản xuất vôi, sản xuất xi măng. Vôi thì các em biết rồi, sản xuất vôi này để làm gì các em? Để khử chua đất hoặc là diệt khuẩn. Hoặc là muối natri carbonat này thì chúng ta dùng để chế tạo xà phòng hoặc là sản xuất thủy tinh như các em đã biết. Hoặc là muối axit carbonat thì người ta sẽ chế tạo ra chất chống cháy ở trong bình cứu hỏa hoặc là làm các cái dược phẩm, vân vân. Đây là một số ứng dụng. Sau này các em học lên cao thì các em sẽ hiểu những cái ứng dụng này. Còn bây giờ chúng ta chỉ biết sơ bộ như vậy thôi. Tiếp tục bài học. Đó là chu trình carbon trong tự nhiên. Trong tự nhiên thì gồm có động vật và thực vật. Động vật thì chết hoặc là nó thải ra những cái chất như phân, tiểu vân vân. Cây cũng có thể chết. Hoặc là chúng ta có thể đốt thực vật hoặc đốt các chất trong tự nhiên. Hoặc là chúng ta hô hấp, vân vân. Hoặc là bị, hoặc là chúng ta nấu bằng than củi hoặc là đốt rơm rạ ở cánh đồng thì nó đều tạo thành khí CO2. Như vậy là chỉ CO2 là được thải ra bằng quá trình hô hấp hoặc quá trình cháy thì nó tạo thành khí CO2. Thì khí CO2 là khí carbon dioxide ở trong không khí. Khí carbon dioxide trong không khí càng nhiều thì làm cho tầng khí quyển đó là cái tầng ozone nó bị lụng, sẽ làm cho cái gây cái hiệu ứng nhà kính nóng lên toàn cầu. Thì khí carbonic này may mắn là được các cây xanh nó quang hợp để làm giảm cái lượng khí carbonic và thải ra khí oxy cho con người hoặc thực vật hoặc động vật hô hấp hoặc là trong quá trình đốt. Cái vòng này nó cứ luẩn quá luẩn quẩn như vậy. Điều đó chứng tỏ rằng là cây xanh rất quan trọng trong quá trình hấp thụ khí carbonic để thải ra khí oxy. Và cái chu trình này cứ lặp đi lặp lại. Nếu mất cái chu trình này, tức là số lượng cây xanh mà nó hơi giảm bớt đi thì khí CO2 sẽ sinh ra rất nhiều. Mà khí CO2 sinh ra rất nhiều thì làm cho cái hiệu ứng nhà kính xảy ra thì làm tăng nhiệt độ trái đất. Do đó trong cuộc sống thì chúng ta cố gắng ít tạo ra khí carbonic bằng cách ít đốt những cái loại chất, ví dụ như chất thải hàng ngày sinh hoạt của chúng ta thì chúng ta cũng không nên đốt, mà chúng ta nên để đưa vào nhà máy xử lý. Hoặc là chúng ta tăng cường trong cây xanh ở thành phố hoặc ở núi rừng để nó phủ xanh những cái đồi trọc để nó tăng cái quá trình hấp thụ khí carbonic để thải ra khí oxy, làm cho cái môi trường sống của chúng ta tốt hơn. Như vậy thì trong bài học hôm nay thầy đã giới thiệu cho các em xong các muối carbonat.
và tính chất hóa học cũng như tính chất vật lý của chúng. Như vậy bài học hôm nay đã kết thúc. Thầy cảm ơn các em đã theo dõi video này. Thầy chúc các em luôn bình an sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Tiếp theo là thầy vẫn dạy cả cái bài mới của chương trình học kỳ 2 hóa lớp 9. Những bài này đều có thí nghiệm ảo để giúp các em hiểu bài hơn. Do đó các em nhớ đăng ký và bấm chuông để nghe những bài giảng mới nhất của thầy. Cuối cùng, hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.